xin mời Linh Chi bắt đầu phần trình bày. Tại sao Nghi Xuân là vùng đất tiềm năng đáng đầu tư ven thành phố Vinh? Dân cư và kinh tế đấy, kinh tế xã hội ấy. Ok.
thì đầu tiên là anh xin nhận xét đến phần trình bày của đồng chí. Thứ nhất là về bố cục nhé, một cái bài trình bày á, thì ở trong cái bài trình bày này thì cái phần mà phần đất của đồng chí ấy, cái phần đất á, là nói về phong thủy rồi quỹ đất sạch á, là nên cho vào cái phần vị trí, nên cho vào cái phần phân tích về vị trí, rồi cái phần quỹ đất là nên cho vào cái phần dự án, tức là quỹ đất khan hiếm ấy, tức là nên trình bày một cách hẳn phân loại hơn, hẳn rõ nét về bố cục hơn. Bởi vì có những cái phần nhỏ, ví dụ cái phần đất phóng thủy á, thì chỉ hạn chế những ý nhỏ thôi, phải cho vào một ý chính nào đó. Còn về ưu điểm của cái bài phân tích này thì Linh Chi đã nói rõ với cái về kinh tế xã hội ấy, là đã có một cái điểm là tương đối khác. Bởi vì bản chất ấy, là về kinh tế của Minh Xuân nhé, là hẳn rất đa dạng. Thứ nhất là hẳn có những cái về nguồn dòng vốn ngoại hối. So với dân cư ở Nghi Phóng ấy, là ngoại hối của Minh Xuân đổ về nhiều gấp mấy lần. Thứ hai là về giao thương buôn bán. Thì người Minh Xuân ấy, là thứ nhất là có một cái chợ đầu mối rất lớn, đó là chợ Mái Tráng. Đó là một cái chợ mà kể cả dân Cửa Lo, dân một số xã vùng ven, ví dụ như là Nghi Thái, Nghi Phóng, rồi Phúc Thọ, Nghi Xuân, Nghi Hải là đều sử dụng cái chợ này để giao thương buôn bán. Và người Nghi Xuân á, ngoài cái vấn về kinh tế mà giao thương ra còn có đánh bắt thủy hải sản, rồi đó là cái về kinh tế. Còn cái điểm về vị trí thứ hai là nên nói thêm, ngoài cái đường 72 ra thì Nghi Xuân là còn có cả tỉnh lộ 535, là đường Vinh Cơ Hội sắp tới cũng sẽ mở rộng, có kế hoạch rồi. Và thứ hai là có cái đường sinh thái ven sông Lam, đó đường Huyền Lũng của Nhật Sơn chỉ là một đoạn rất ngắn, còn cái đường sinh thái á, rồi bám theo sông Lam, là cái sông Lam là rất tiềm năng. Bởi vì những cái thành phố lớn phát triển nó đều về tương lai trong 10 đến 20 năm, như là cái vùng ven sông Lam rất phát triển đấy. Anh Hải có nhận xét gì không về bài linh chi? Về cơ bản này thấy là linh chi cũng rất là vừng đấy. Cho nên là anh thì về nhận xét thì cũng có nhận xét tuy nhiên, mà ví dụ như anh hỏi thì anh có câu hỏi như giả sử bây giờ anh có 2 tỷ. Thế anh đi bố cục nào ở Nghi Xuân? Thực ra thì bây giờ ra thì 2 tỷ ấy, thì chắc chắn là anh không thể mua đất tại Nghi Xuân đâu. Đất tại như là đất Vinh, đất ở Nghi Xuân. Nhưng mà để mà khoảng 3-4 tỷ rồi đến thì mình có thể mua được đất tại Nghi Xuân khoảng 15-20. Nhưng mà để khoảng 2 tỷ ấy, thì mình có thể lựa chọn những mua đất thổ cư đẹp, vì thì đẹp, tiêm nắng ở Nghi Xuân. Và 2 tỷ là đã có thể mua được nhiều rồi. Đó. Nên em thấy dù như 2 tỷ thì đồng tiền ba thì mình mua được. Đồng tiền thì mình có thể cho những khu vực mà gần chợ Mai Tráng, đối 2, đối 3, nhưng mà 3 năm đối 2, đối 3, đường Nguyễn Sáng, Nguyễn Sơn chẳng hạn, thì nó sẽ là một khu vực. Tức là rất là, vì thế rất là tiền ích. Và chắc chắn là mua đó chắc chắn sẽ không giảm được. Đã đất kể cả lên cái số thì đều không giảm được. Bởi vì là khu vực đó là khu vực mà có tiền ích thật, có tiền ích thật sự ấy. Ví dụ như gần chợ này, gần tất cả các khu kinh doanh, gần tiền vang này, gần thủy bản dân xã và trung tâm, thì chắc chắn là cũng sẽ không bao giờ có thể gọi là giá nó giảm giảm tích được. Đó, cho nên nó phải như chúng ta ra thế thôi. À, xin mời anh Hoàng cho ý kiến. Nói chung là anh đi qua bài chương trình của Linh Chi đó thì anh cũng cảm nhận về cái kiến thức mỗi giới của Linh Chi với lại kiến thức về nhận định đất Nghi Xuân. Thì Linh Chi nhận định cũng rất là một khía cạnh về vị trí cho đến phóng thủy cho đến dân cư. Và tổng quan thì Linh Chi nói cũng rất là mang tính chất gọi là kinh tế. Nói chung khách hàng khi mà nghe Linh Chi thì cùng khách hàng cũng sẽ là hiểu được nhiều điều về bất động sản Nghi Xuân. Đấy. Thì anh ấy cũng cảm thấy là Linh Chi cũng nói là cũng đạt khoảng tầm 80% của cái nội dung đề ra. Đó là một cùng anh thấy là bài phát biểu của Linh Chi rất là hay.
đấy. Anh cảm thấy cùng rất chi là sự thật. Ok, xin cảm ơn Linh Chi nhá. Mời ý có nhận xét gì về cái nội dung mà Linh Chi trình bày không? Dạ không, nhân tài đi em thấy đầy đủ. Ok, xin cảm ơn Linh Chi nhá. Bài này Linh Chi nói chung chỉ cần sửa một số cái về bố cục thôi.